Dạ, hello, xin chào cả nhà. Thì hiện tại là em đang có mặt ở trên con đường Trần Đại Nghĩa, phường 4, thành phố Vĩnh Long cả nhà. Chỗ em đang đứng là ở đây là đối diện với quán hai chị em với quán cà phê hức rồi nè cả nhà. Đó, thì xa xa đằng đây là có cái quán bò hào sót cả nhà ơi. Thì em thấy cũng rất là đông khách hiện tại bây giờ. Thì hôm nay em mời cái nhà cùng xem thử coi quán bò hào sốt này có gì đặc biệt mà đông khách quá trời nha cả nhà. Giờ mình đi thôi nào. Rất là đông khách luôn. Quán này thì cũng mới khai trương gần đây đó cả nhà. Chưa có lâu lắm nhưng mà quán rất là đông khách, làm ăn rất là được. Đây là xe của khách hàng ăn. Đây là view ở ngoài ngoài trước quán. Quán này là địa chỉ là 128B đường Trần Đại Nghĩa, phường 4, thành phố Vĩnh Long nha cả nhà. Hiện tại là bà xã em với béo đã vô trong trước rồi, gọi món rồi. Đây là không gian quán nè, để em đi vô trong nhà. Vô. Hello. Béo kêu gì chưa? Kêu rồi, thịt đâu đây? Ngồi bàn số 90 luôn hả? Số 90. Không sao. Không sao. Còn người lên 90 rồi. Đây là hộp đơn của quán cả nhà. Combo 3 người đến 5 người. Combo 2 người tới 3 người. Combo 1 người gọi món chưa? Rồi, gọi mình gọi này. Đó nha. Bò hào. Bò hào. Bò hào nè, bò không, bò mực. Ồ, nhiều vậy? À, mà mấy cái này cũng giống nhau ha. Đúng rồi, chỉ là tăng cái có lượng lên. Ờ, anh ngồi đâu đây? Anh ngồi bên kia. Nước. Nước giải khác. Ở đây nước giải khác nha. Cái ăn gọi thêm nữa hả? Ờ, long. Đây ra đây, thiết kế đẹp. Ồ. Trong đây là quả tiết rất là đẹp cái nha. Trên lên lầu vậy. Trên lầu có gì chán không anh? À. À. Rồi giờ đợi món ra thôi cả nhà ơi. Số 7 giờ số 8 nữa nha. Rồi sau khi một thời gian chờ đợi thì bây giờ món ăn đã được ra bàn cả nhà. Đây là cái bếp. Bắt đầu chế biến nè, quay đi. Chế biến đây. Tráng bơ lên. Đây, tráng bơ lên. Mình ví dụ mình không ăn bơ được thì có cái gì thay thế được không anh? Dạ không. Chỉ là bơ thôi hả? Dạ đúng rồi. Ờ. Bơ lúc lúc. Mà mỗi bàn mình tự lại lấy cũng được. Để đúng rồi, khi nào người ta nói để người ta tự làm. Ờ. Trứng gà nè. Từ mấy giờ tới mấy giờ? Dạ 10 giờ sáng tới 10 giờ tối. 10 giờ sáng tới 10 giờ tối. Dạ. Bò này là bò Mỹ ha. Dạ đúng rồi, cái này là bò Mỹ. Là thịt nạc, cỏ dưới là ba chị. À. Sôi hả? Nào.
Tiếp theo là ghi ao. Hành. Hành củ. 5 chín trăm. Mùi bắp sắc lát. Đúng rồi. Xong rồi qua một lượng thì các bạn. Đó, trứng gà. Nước sốt chúng mình là nước sốt đặc biệt, giá trị quá anh. Dạ đúng rồi chị. Nước sốt nè cả nhà. Sốt nó chảy ra thật là hấp dẫn. Thơm đó. Còn mày đó. Thầy nói gì? Đấy là phô mai. Phô mai. Còn nó chảy ra đó. Đây là làm được 2 lượt anh ạ. Vậy hả? Ừ. Còn khoảng 2 lượt nha. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn. Bữa đây là nấm kim. Kim chi. Kim chi nè cả nhà. Còn đây là nước chấm. À, muối ớt xanh với nước sốt gia chị. Ok. Rồi giờ ăn được chưa? Mời cả nhà cùng thưởng thức. Bây giờ mình lấy cái xương ra để cho trứng nó chín cái. Hôm mai nó chảy cái. Chưa chín hả? Bò chín rồi, còn phô mai rồi chưa chảy mà. Ồ. Hào bảo làm chưa chín luôn. Ừ. Ngon ha, để cho cuốn giấy bạc ha. Để cho nó nóng vậy á. Ừ. Để ở dưới nó không chín nữa, nó không chín nữa. Ồ. Giảm lửa hả? Cho nó vui vui à, vậy à. Giảm lửa để thôi nó bị khét cả nhà. Thơm. Rất là thơm. Thầy tự tự như ăn giống như ăn lẩu vậy ha. Cái mùi thơm nó giống như lẩu hải sản nha ta. Đợi phô mai chảy ra mới ăn được đúng không? Phô mai chảy để thứ gì nó chín nữa. Ờ. Hào chưa chín đâu. Hào chưa chín đâu. Rồi nè, anh béo anh quậy nè cả nhà ơi. Anh đòi ăn nước đá mẹ anh không cho, anh lao quá trời. Một con hào này thì lộ là khoảng 20 con. 20 con hào á. Khoảng 20 con hào đó cả nhà. Được hơn luôn. Hồi nãy bỏ vô đây là khoảng 20 con rồi đó. Ừ. Ăn cái này thì phải đầu xíu nha. Có chừng dính nha. Chín chín rồi nè. Nhưng mà em muốn ăn cọc đỏ nó chín luôn nên em khui ra luôn. Đúng rồi. Rồi bò rồi được rồi đó, em chảo lên đây. Chở lên đi. Bò khét rồi, bò khét rồi. Bà. Khét bò luôn rồi. Khét bò luôn, khét rồi. Chở lên chở. Khét rồi cả nhà ơi, khét rồi cả nhà ơi. Chưa kinh nghiệm rồi. Khét nghẹt rồi cả nhà ơi, chở hết lên luôn cả nhà ơi. Chở hết rồi nè. Chở hết rồi. Khét nghẹt rồi. Rồi nó thành cái bớ hổ lốn luôn rồi. Rồi đi, thất bại là mấy anh công, hồi mình sẽ làm mấy sao rồi ăn, mời cả nhà. Em ăn miếng khét trước rồi. Rồi, mời cả nhà cùng hưởng thức. Chấm này đi, thôi chấm cái này đi. Chấm cho chuyện của thôi. Nước chấm này á, mình như là làm từ nước kim chi á. Cái sốt gì vậy? Sốt cà chua rồi á. Ăn nó chua chua, nó mặn mặn. Nó cay cay, em rất là vừa ăn.
mà. Coi chừng khác nha, nghe mùi khác rồi đó. Đóng luôn. Đóng rồi luôn đi. Đóng rồi. Trở lên cái nhà ơi. Để người ta. Đây. Ăn đi. Ăn đi. Không có bánh mì hả? Bánh mì đâu ta? Ủa bánh mì. Ôi bánh mì ra cả nhà ơi. Để chấm cho đi một miếng. Ăn hết luôn. Vậy nó mới đã. Rồi, anh ăn đi ba cho anh nè. Thôi được rồi, ăn đi. Em để máy đây luôn à. Ừ, rồi em ăn một con miếng bột khác nữa. Trời, thiệt là độc. Thiệt là độc rồi, lần đầu tiên đi ăn cái này, hai lúa, lần đầu đi ăn còn sót. Thôi giờ hứng hết cùng xã rồi cả nhà ơi, mời cả nhà nha. Nhìn đi, ẩu lắm mới được. Ồ, phô mai này nó chảy ra, nó dính dính nè cả nhà. Công nhận ngộ ha. Phô mai que. Ừ. Wow, nhà nó có xin. Chí ăn nữa hả? Ừ, chí ăn nữa à. Chí ăn dính lùm lùm vô. Nếu là phô mai. Ngon không mà mặt thê quá vậy. Nóng nóng. Ây da, còn nóng quá má mày ơi. Chữa lửa, chữa lửa, chữa lửa. Má mì hại chí vô. Má đũa em nóng chứ phải là miếng trứng nóng. Vậy sao? Ừ, đũa em nóng. Con Hào coi. Ăn con Hào ơi, mời cái nhà hút con Hào. Thử con Hào nghe cái nhà. Tiêu muối ớt xanh. Sao nó nóng? Nóng lắm ha. Thế trời. Không, làm sao mình để Hào dưới đi. Còn nước sốt mình đổ vô luôn. Nào sau mình chuẩn bộ cho mình ăn thôi. Hào nó rất là mềm mà béo béo cả nhà. Ăn trong mình nó dai dai. Hào tươi ha. Hào tươi. Ăn thôi. Giòn giá. Vậy tính tiền người ta đó đã béo quá, Hào béo quá cả nhà. Thôi mời cả nhà một miếng thịt bò khét. Cái này do mình bất cẩn thôi. Rồi lần đầu tiên mình ăn mình biết. Mời cả nhà. Mâm này thì em thấy hai người ăn cũng vừa rồi ha. Nhiều lắm á. Phô mai thơm béo quá. Thịt bò mềm. Thịt bò khác gì nữa mềm. Thịt bò thì cả nhà nên chấm với nước sốt vô vô. Còn nước Hào sốt thì nên chấm với muối ớt xanh. Tính ra món này ngon cả nhà. Ngon, chứ người ta đi ăn đông quá. Hay chi. Có đồ ăn nữa, cái này 240. Cho béo ăn nữa kìa. Lâm. Đây nếu mà ngán quá thì ăn. À, ngán quá thì ăn kim chi nhưng mà em thì không thích kim chi, xã em thích. Mình thích luôn. Đây. Kim chi. Ôi, đi dính sợ sợ rồi.
dài dữ ha. Béo hết sợ quá. Có béo luôn. Béo là đường tả. Bên chị đi đây. Nè, còn đây nè. Như vậy. Ừ. Hai người ăn là vừa no, mà ba người thì nó chỉ vừa đã thôi chứ chưa đủ. Ừ. Ba người thì nên chưa phần kia. Thường combo 3 đến 5 người ha. Là ăn no để bụng. Ừ. Cái nhà. Cắm sốt. Ừ. Ngon quá. Trò nó mềm, nó ngọt. Ăn với khua nó béo béo, nó hơn hơn. Tàu thì ở trong đó, nó chung nước vào cái ha. Xong rồi cái đầu của nó gì á, ăn cái nó dài dài ha. Ừ. Ăn này bỏ lắm nè. Ăn này món này bỏ lắm nè. Xui bỏ luôn á. Tại vì em thấy nó rất là đầy đủ đạm ha. Làm được chất cũng nhiều. Ăn nấm đi chết nè. Ăn đi, ăn đi. Để đi. Nấm kim chi dữ rồi cái này. Phô mai nó dính nè. Dài dài giòn giòn. Ăn hòa quyện với phô mai nó béo lắm đó nhờ. Ngọt. Cái gì nó bể, hoài. Thôi gà chào cả nhà. Dạ, dạ đi mẹ con, tôi ăn cái này. Thôi. Cả nhà ơi, chắc có lẽ đến đây em cũng xin phép được tạm dừng clip. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi hết clip. Xin chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại clip mới nhất. Bye bye.